Chiều 25 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ người đàn ông tên V, 32 tuổi, quê Bến Tre, liên quan đến cái chết của nam thanh niên trong tư thế quỳ gối, chói tay trên địa bàn. Trước đó, tối 24 tháng 12, người dân phát hiện anh T, 25 tuổi, tử vong tại một căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Công an quận Bình Thạnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần áo thun màu đen, trong phòng có nhiều đoạn dây dù, băng keo. Nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ gối ở ban công, chân tay bị trói, phần đầu bị quấn băng keo kín mít chỉ chừa lại phần mũi. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xuống phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ. Nhiều lời khai của người dân xung quanh căn phòng trọ cũng như dữ liệu camera an ninh ở gần đó cũng được trích xuất để phục vụ công tác điều tra. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an xác định đêm 23 tháng 12 có một người đàn ông đến nhà anh T nên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Đến khuya 24 tháng 12, cơ quan công an phát hiện V đang đứng theo dõi hiện trường là người có đặc điểm nhận dạng giống với hình ảnh nam thanh niên cuối cùng rời khỏi phòng trọ của nạn nhân. Tại đây, V thừa nhận là người liên quan đến cái chết của nạn nhân T. Bước đầu, V khai nhận khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 12, T nhắn tin rủ V đến phòng trọ của mình chơi chói nghệ thuật, một dạng trò chơi tình dục. Theo lời khai của V thì trước đây cả hai đã từng cùng nhau thực hiện trò chơi này nhiều lần. Khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 12, V đi xe máy đến phòng trọ của T trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đây, V cho biết T đã chuẩn bị sẵn các công cụ như băng keo, dây thừng và yêu cầu V trói T lại để thực hiện thử thách. Sau đó, V được anh T chỉ cách dùng dây trói, lấy khăn ướt bịt miệng, mắt rồi dùng băng keo quấn lại nhiều vòng. Đến 0 giờ ngày 24 tháng 12, V hỏi T được chưa thì nạn nhân gật đầu nên hắn mới tắt điện ra về. Tuy nhiên, V không ngờ rằng T đã tử vong sau đó. Trưa 24 tháng 12, V liên lạc với anh T nhiều lần nhưng không được. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, V quay lại hiện trường kiểm tra thì bị công an bắt giữ. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cho những ai chưa biết thì bạo dâm là một trong những vấn đề xuất hiện không ít trong xã hội. Đây là một trong các xu hướng tình dục ngày càng trở nên phổ biến. Khi các bộ phim về chủ đề tình dục được công chiếu, xu hướng quan hệ này ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Vậy quan hệ tình dục theo xu hướng này có phải là vấn đề tiêu cực hay không? Bạo dâm còn có thể xem là một xu hướng hoạt động tình dục không bình thường. Người bị tư tưởng này chỉ tìm được sự khoái cảm khi làm đau đớn hoặc hành hạ bạn tình trong lúc quan hệ. Đây là xu hướng hoạt động tình dục kỳ lạ. Nó mang tính chất tàn bạo, hung ác, khác hẳn với hoạt động quan hệ bình thường. Đây được xem như một biểu hiện bệnh lý, hay nói cách khác là sự lệch lạc tình dục, một dạng bệnh tâm thần. Về mặt lời nói và hành động, mức độ bạo dâm có thể chia thành nhiều cung bậc tàn bạo khác nhau,